Cô mang ăn mặc đầy đủ, chứ mà thiếu thật sự ra khổ. Có con mà không cho nó ăn học được tới nơi tới chốn, mấy con thấy cái trách nhiệm mấy con chưa đủ. Bao nhiêu nó thôi thúc trong tâm của mấy con rất khổ mấy con. Còn không con cái, mấy con có thấy ai thúc đẩy mấy con lo đâu. Có không? Bây giờ đóng tiền mà giờ năm nay tiền trưởng lên vậy, trời đất ơi, không biết cái lương của mình như vậy mà giờ làm sao đây cho đủ. Nó lo lắm đủ cách mấy con. Rất là khổ, khổ đủ mọi thứ khổ. Cho nên hãy ráng tu mấy con để chấm dứt một đời nay đời sau đừng sanh làm người nữa mấy con. Đừng sanh làm người, khổ lắm mấy con. Cho nên nghe lời thầy bỏ hết đi. Các pháp đều vô thường. Vợ chồng con cái đều là nhân quả trả dai mà thôi mấy con. Có gì đâu. Cho nên buông xuống hết đi. Rồi chúng ta nỗ lực giữ tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Các con chưa có gia đình, đừng mấy con. Bước vô gia đình nào mấy con bước vô cái khổ đó. Cảnh giới địa ngục mở cửa mấy con bước vô đó. Không có chạy đi đâu khỏi đâu. Cho nên thầy khuyên mấy con, còn mấy con đã lỡ có gia đình rồi, phải làm xong trách nhiệm gia đình của mình. Phải làm xong trách nhiệm gia đình. Có con rồi phải lo cho nó ăn học tới nơi tới chốn. Rồi khuyên lên nó, hãy ráng tu các con. Đời khổ quá, ba mẹ khổ rồi mà bây giờ các con lại khổ nữa. Bây giờ mấy con lập gia đình, mấy con sẽ sanh cháu ra nữa, nó là còn khổ nữa. Cái dòng khổ này không có phải là dòng giải thoát mấy con. Cho nên đừng nghĩ rằng nói dỗi tâm đường của chúng ta. Nói dỗi nên kiểu đau khổ chứ đâu phải là nói dỗi cái kiểu mà không đau khổ. Cho nên chúng ta biết đau khổ thì chúng ta hãy chấm dứt. Nhưng Đức Phật Thích Ca mấy con thấy cái dòng dõi của Đức Phật Thích Ca chỉ có đứa con mà đứa con tu chứng quả là hắn thì dòng dõi bước chứ gì. Nhưng mà bây giờ mấy con cứ nghĩ mình vô chùa mình xin sức theo Phật rồi thì mình có cái họ thích rồi mấy con. Rồi dòng Thích Ca sau này đông quá trời vậy. Cả một cái thế giới đều là dòng họ thích hết. Như vậy là rõ ràng cái dòng giải thoát này nó đông hơn là cái dòng không giải thoát mấy con. Cái dòng không giải thoát mấy con, ví dụ như họ Lê, họ Nguyễn này kia thì nó bao nhiêu người, các con thấy chưa? Ví dụ như mình có 5 người, 10 người con thôi cao đâu còn nữa. Con không? Còn cái dòng họ thích này mấy con cứ thấy khi không bước vào Phật thôi mà bước vào đạo Phật thì người ta sẽ cho mấy con cái họ thích. Cái pháp danh rồi thích gì đó thì người ta cho mấy con. Cho nên thầy nói cái dòng họ thích này là dòng giải thoát. Mà nghĩ ra Đức Phật chỉ có đứa con trai. Mà đứa con trai ấy, còn nhỏ lại đi tu, cho nên ông Phật không có dòng giống nữa. Mà bây giờ lại dòng giống Phật rất là nhiều. Có phải không mấy con? Cho nên thầy thấy đúng là chúng ta đang đi vào dòng họ thích. Dòng họ thích rất là rộng lớn. Cả thế giới đó, ở đâu có Phật giáo là ở đâu có dòng họ thích đó. Cho nên hôm nay được nghe thầy nói chuyện thì mấy con hãy cố gắng mấy con. Thầy chỉ mong mấy con đền đáp công ơn Phật, đền đáp những lời thầy nãy giờ nói, mấy con chỉ thực hiện. Người ta chửi mấy con đừng giận, là mấy con đã đền đáp công ơn thầy, công ơn Phật rồi. Chứ chưa nói mấy con làm cái gì lớn này. Còn mấy con giữ được một phút, một giây tâm bất động thanh tịnh là mấy con đã đền đáp công ơn Phật, công ơn thầy rồi. Thầy đã dạy, Phật đã dạy điều đó mà mấy con giữ được cái tâm của mình, ngồi lại để giữ tâm mình. Là mấy con đã không phụ công ơn của nhiều người đại mình. Và mấy con đã đền đáp. Chứ không phải là đền đáp mấy con đem cúng dường thầy cái này kia. Một mình thầy phải ăn ngày có bữa thầy làm gì ăn hết đâu mà cúng dường. Có phải không? Mà mấy con cúng Phật bây giờ đem chuối đem bánh để đầy ngập cái bàn Phật. Không thấy mất cái nào hết. Như vậy rõ ràng là Phật không có ăn cái nào hết. Mà chính mấy con muốn tỏ lòng cúng dường là bắt đầu mấy con cúng dường bằng cái tâm giải thoát của mấy con. Bằng cái tâm không phiền não đau khổ mấy con. Mấy con dưng lên. Cho nên Đức Phật nói các con hãy dưng lên cái tâm, năm cái tâm giải thoát đó. Giới hương, định hương, giữ quỷ hương, giải thoát, giải thoát, tri kiến hương. Đó là năm cái hương giải thoát dâng lên cúng Phật. Chứ không phải là đốt những cái hương cắm lên bàn Phật. Cho nên ở đây thầy cũng có lưu hương cắm nha. Mà chỉ có bàn tay của mấy con dâng lên năm cái hương giải thoát trong lòng của mấy con là mấy con giữ được tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Đó là năm cái hương giải thoát mà mấy con đã dâng lên cúng Phật. Các con hiểu điều đó chưa? Hôm nay thầy nói như vậy, bây giờ mấy con còn hỏi gì thì nữa không? Không thì thầy sẽ về. Mấy con có ai hỏi gì không con? Không, không. Cái giới là mình học năm cái giới này đó. Sau khi mình học được năm cái giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, thì bắt đầu mình học năm cái đức. Mà mỗi một cái lớp giới luật, ví dụ như cái giới không sát sanh thì mình học về cái đức hiếu sinh.
vì hiếu sinh nó không phải nó có lòng thương yêu nó đơn giản gì đâu. Lòng thương yêu có nhiều cấp độ mấy con. Thầy nói đen để cho mấy con hiểu về cái lòng thương yêu. Thí dụ như đầu tiên thầy cho một cái ví dụ thường, thầy ví dụ như một cái ngôi nhà đang cháy, có một em bé nó ở trong, nó kẹt ở trong đó mà chưa có ai đem nó ra, thì mọi người nghe tiếng khóc của em bé chạy đến, chỉ có kêu la cầu cứu mọi người để chạy đến thôi. Những người chạy rất đông đến ở ngoài chứ không dám xông vào lửa, cũng thương yêu nó mấy con, thương yêu mới chạy đến để mà mong coi tự cứu được hay không. Rồi mình thấy cái khả năng mình làm không được cho nên mình kêu người khác nữa, thì có một người họ chạy đến thì họ lại đạp cửa, họ xông vô lửa, họ mới chạy, họ ôm em bé ra, họ đi ra khỏi, cứu em bé xong thì mình nãy họ bị phỏng lửa, nhưng cái người đó lại thương yêu, dũng cảm. Cái đức thương yêu nó có, lòng thương yêu của mấy người đó có, nhưng mà không dũng cảm. Còn cái cấp độ thương yêu của cái người này dám xông vô lửa đỏ mà cứu em bé, đó là thương yêu dũng cảm. Các con hiểu chỗ đó chưa? Nó cao hơn mấy người kia chứ đâu có bằng mấy người kia. Nếu bằng thì đứng ngoài la làng thôi. Còn này nó cao hơn thì dám xông vô. Mấy người xông vô ít lắm mấy con, phải không? Thấy người ta chết đuối chứ mình không dám nhào xuống sông cứu đâu. Ở trên la làng thôi. Thì có người ở trên này nhảy xuống sông cái ôm cái người kia vớt lên. Thì cái người đó là dũng cảm. Không hiểu? Mà cái người đó biết lội chứ còn mình mà không biết lội mà nhảy xuống đó là cả hai đều chết hết. Phải không? Đó là dũng cảm mà biết cách. Chứ còn dũng cảm mà không biết cách. Cho nên thầy muốn nói đức hiếu sinh là phải học để cho mình biết. Cũng chẳng hạn bây giờ đức hiếu sinh cẩn thận, mấy con đi, mấy con cẩn thận thì mấy con không đá hoặc là cây thì chân mấy con không đau, đó là cẩn thận. Còn mấy con không cẩn thận đi, mặt thì ngó hoặc là lo nói chuyện gì đó, đá cái bọt ở chân mình, trời ơi đau quá, có phải không? Đó là thiếu đức hiếu sinh cẩn thận. Thì mình phải học để mình biết cái hiếu sinh nó ở chỗ mức độ nào, nó làm cái gì thì nó có một cái tên của nó mấy con. Để mình học, như vậy mấy con học cái giới mà sắc sanh á, về giới sắc sanh thì mấy con học về cái đức của nó là đức hiếu sinh. Mà đức hiếu sinh thì mấy con học nhiều cấp độ hiếu sinh, nhiều lớp hiếu sinh, nhiều hành động hiếu sinh, chứ không phải có một hành động hiếu sinh. Các con hiểu chưa? Như vậy mấy con phải học ít ra nó phải 3 tháng. Nội cái đức hiếu sinh ít ra 3 tháng. Mà mỗi ngày đều đi học hết chứ không phải là. Còn nếu mà một tuần lễ mà học một ngày thì một năm chưa rồi. Các con hiểu chưa? Đó là một cái đức hiếu sinh thôi. Mà cái giới không tham lam trộm cắp, tức là đức ly tham. Cái đức ly tham mới còn học 6 tháng mới ly được, mới biết cách. Chứ đâu phải mà nói là ly tham đơn giản cái danh từ đâu. Người ta cách thức người ta dạy, rồi cách thức người ta dạy cho mình tập luyện để cho mình lìa được cái tâm tham. Phải hàng ngày tác ý như thế nào để ly được cái lòng tham muốn của mình, chứ đâu phải dễ. Cho nên các con phải học 3 tháng hoặc là ít nhất cũng phải 2 tháng của cái lớp này. Còn cái giới mà không tà dâm, tức là cái đức chung thủy mấy con, cái lòng chung thủy. Nói tà dâm tức là các con sẽ hiểu rằng đây là cái vấn đề vợ chồng gia đình rồi. Thì cái đạo đức gia đình mấy con cũng phải học ít ra cũng phải là 2 tháng về cái đạo đức gia đình, để sự đối xử với nhau, để vợ chồng phải biết tôn trọng cung kính nhau. Thiếu tôn trọng cung kính nhau cho nên thường cãi cọ. Mới đầu thì chúng ta còn tôn trọng cung kính nhau, mới về mà. Nhưng mà thời gian quen mặt rồi thì coi như là hết cung kính, hết tôn trọng. Cho nên hở chút nào là cãi cọ. Thì nhiều khi bạo lực gia đình xảy ra, có thể đánh vợ hoặc là có thể xảy ra điều kiện có thể giết vợ con của mình nữa là khác. Đó là phải học về cái đức này, ít ra mấy con cũng phải học 2-3 tháng. Nó không ít. Còn nói dối khó lắm mấy con. Hở ra chút là chúng ta không kéo là nói công tạc. Cho nên cái lớp mà để học, để huấn luyện cho mấy con trở thành một người thành thật, cả một vấn đề phải học tập. Người ta sẽ đưa ra tất cả những cái hình thức dối gạt, hình thức nói dối, từ cái chỗ mà chúng ta vô tình nói dối thôi. Sau đó nó trở thành, lúc bây giờ chúng ta thành một cái thói quen rồi, đụng cái gì cũng có thể nói dối được hết. Người ta biết nhưng mà thấy cái điều nói dối mất uy tín như vậy, nhưng mà người ta vẫn làm mấy con. Người ta không sợ, nó đã quen rồi. Cho nên nói ra cái biết nói dối liền. Cái thời gian, cái thời đại ngày xưa nói dối thì người ta khó biết. Nhưng mà cái thời đại hôm nay nó dễ lắm mấy con. Nghe cái ông đó nói vậy đó, cái mình không tin. Lấy điện thoại ra mình gọi anh kia coi, có không? Ở kia trả lời nó không có thì biết cái người này đang nói dối liền. Còn bây giờ, còn hồi xưa thì nói dối mình, thời gian sau lâu là gặp ông kia là mới có biết được. Còn đằng này nói rồi tưởng người ta không ấy, ai về ta móc điện thoại, ta gọi, cái người ta ở đây ta biết ông này xạo thiệt, dám gạt mình. Có phải không mấy con? Cho nên thời nay nói dối là khó đó mấy con, coi chừng.
người ta có điện thoại, người ta móc ra cái mình lòi ra rồi. Đó là làm cho mất uy tín. Còn về cái giới mà không uống rượu thì mình cũng phải được học, ít ra nó cũng phải một tháng để mình biết những cái chất nào độc mà nó làm tai hại cho cơ thể. Thường thường báo chí nó hay viết về uống rượu nó bệnh tật như thế nào, rồi hút thuốc nó bệnh tật như thế nào, nó có viết đăng, nhưng mà chưa đủ hay không? Chưa đủ, mình phải học. Cho nên trong năm cái giới luật của Phật, điều kiện là mình phải học năm cái đức của nó là mới được. Năm cái đức, mà năm cái đức thì phải học hẳn hoài hoàn toàn. Còn về cái giới hạnh ăn ngủ độc cư, là cái người người ta giàu trong thất để mà người ta nhập thất người ta tu. Người ta tu, chứ không phải là cái người cư sĩ của mấy con mà giữ năm cái giới này làm gì. Mấy con đang lao động về mà bắt mấy con ăn ngàn bữa chắc mấy con lao động không nổi đâu. Có phải không mấy con? Còn cái người ta giàu thất, người ta ngồi không, người ta không làm gì hết thì người ta phải ăn bữa chứ. Mấy ông ngồi chơi mà mấy ông ăn nhiều quá, tôi làm sao làm đủ cho mấy ông ăn. Có phải không? Còn ngủ không được phi thờ, ăn ngủ không được phi thờ, nghĩa là ăn có giờ giấc đàng hoàng. Một người mấy con mới tập luyện, mấy con đến đây, người ta cho mấy con ăn hai bữa ăn, à, ba bữa ăn, thì người ta tập cho mấy con sáng người ta cho mấy con ăn tiểu thực cái gì đó, rồi trưa người ta cho mấy con ăn bữa cơm, chiều người ta cho mấy con uống sữa, uống cái ly nước gì đó thôi. Rồi tập dần, người ta sẽ bỏ buổi chiều không cho mấy con uống mà chỉ còn cho ăn sáng thôi. Thì thay vì ăn sáng thì người ta thay vào đó một cái ly sữa. Rồi trưa người ta cho ăn. Sau khi mấy con được thấm nhuần rồi, người ta hướng dẫn về cách thức ăn uống nó lợi ích như thế nào. Vì do đó mấy con thấy mấy con ăn được. Người ta tập dần cho mấy con ăn, không ăn phi thời. Tức là người ta cho mấy con ăn, thí dụ một tháng, người ta cho mấy con ăn chừng hai ngày, ăn ngọ thôi, ăn một bữa thôi. Rồi được dần, người ta cho tăng dần lên. Cuối cùng mấy con ăn được, cái người ta dứt, người ta không cho mấy con ăn hai bữa kia nữa. Thì do đó mấy con ăn không phi thời rồi. Còn chỉ có ăn con bữa, phải tập chứ đâu phải muốn mấy con đừng ăn ba bữa gì vô ép mấy con ăn bữa. Trời đất ơi, nó muốn chết như thế này. Tôi ba bữa tôi về cho rồi, chứ ở kiểu này chắc tôi tiêu. Mà khi mà mình ăn ba bữa rồi, mình ăn bữa nó sụt cân mấy con. Rồi nó sụt cân, tôi thấy hết hồn. Bây giờ sao tôi còn, hồi đó tôi 40 ký mà nay còn có 35, trời đất ơi mất 5 ký. Kiểu này chắc sắp bệnh rồi. Phải không, mấy con thấy không vững tinh thần rồi. Do đó cái tâm của mấy con sẽ bị thối chuyển liền tức khắc. Người ta tập dần dần cho nên nó không bị sụt cân. Khi mà có con ăn ngày bữa mà nó không bị mất cân. Chứ không phải, bởi vì mình cũng ăn vậy nhưng mà cái cơ thể nó quen đi rồi thì nó sẽ không bị đột ngột, nó bị sụt. Còn chúng ta làm cái đột ngột quá thì nó bị sụt cân. Ngủ cũng vậy mấy con. Cũng phải tập. Chứ nó hôn trầm thì miên, nó lười biếng một cách ghê gớm lắm mấy con. Chứ không phải dễ. Cái ăn nó dễ đó, mà tới cái ngủ còn khó hơn. Cho nên vì vậy ngủ nó phải có cái phương pháp để mà đối trị cái ngủ, nó là cái pháp thân hành niệm. À, giờ này sao mà nó gục tới gục lui, nó đi kiếm cái hốc nào nó ngồi, nó ngủ, hoặc nó đi kiếm cái giường nào nó nằm nó ngủ, chứ nó không có muốn đi nữa. Nhưng mà mình phải gan dạ, mình phải chiến đấu với nó, là mình bắt buộc phải đi pháp thân hành niệm, tác ý từng hành động. Ví dụ như tác ý từng hành động, dỡ gót lên, dỡ chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống. Rồi chân này dỡ gót lên, dỡ chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống. Làm hơi nó quảng hồn nó chạy đúng không? Nó bị mình bắt buộc nó phải chú ý cái mà bị la nữa, la phải chú ý. Cho nên cái buồn ngủ, cái lười biếng nó lại mất đi. Mà nó mất đi thì mình ngồi mình nghỉ. Chứ ai mà ngồi tập hoài chắc là rụt giò rụt chân mình sao? Cho nên có nhiều người nghe pháp thân hành niệm hay quá, tập suốt đêm. Trời đất ơi, mấy người bộ đi không sao? Tập để phá hôn trầm chứ đâu phải tập suốt đêm. Nó thành Phật là do cái pháp tứ niệm xứ, chứ không phải thành Phật do cái pháp thân hành niệm. Nhưng pháp thân hành niệm mà lệnh tác ý như vậy, nó tạo ra một cái lực vô hình. Mấy con bảo dỡ chân lên, có nó đẩy cái chân mấy con lên rồi mấy con. Bảo đưa chân tới, nó đưa cái như thế này nè, nó đẩy chứ nó mình không có đưa như vậy mà nó đẩy rồi. Đó là cái lực vô hình của tưởng. Khi mình nhiếp tâm ở trong cái thân hành mình được rồi đó, nó không còn vọng tưởng nữa chứ gì, thì cái lực tưởng nó phải hiện ra. Nó hiện ra nó theo cái hành động mà dỡ chân lên đưa chân tới, nó đẩy mình đi. Nó đẩy mình, có nhiều khi vừa bước vừa dỡ chân nhưng đẩy cái mình té ra, té nằm xuống đó. Cái lực nó mạnh đến độ vậy đó, đó là cái lực tưởng. Đó là cái phần ăn ngủ là của cái người mà người ta sẽ giàu thất, người ta tu tập. Chứ không phải là cái người mà còn cư sĩ như mấy con mà tập cái này được. Đừng có tập như vậy là mấy con tự làm mình ngao ngán, mình sợ.
Rồi còn độc cư là phòng hộ mắt tai của mình. Còn tiếp duyên là ý mình phải nghĩ, mình phải trả lời. Cho nên khi mà vào thất mà tu tập rồi đó, thì người ta mới giữ trọn là không nói chuyện với ai hết, một mình. Để làm gì? Để cho một mình mới ngồi, mình lắng tâm, mình thấy nó muốn cái gì, muốn vui, muốn buồn cái gì nó khởi ra, để mà mình dùng cái pháp như lý, mình quét ra, để còn là một cái tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Khi mà giữ ba cái hạnh này được, thầy mới cho vào thất. Mà giữ chưa được ba hạnh này vô không thất thì thất này lén lén buồn buồn, hay là thất kia nói chuyện, thì rốt cuộc rồi vừa mình tu không được mà lại phá người khác tu không được. Còn ăn mà chưa có tập được thì mấy con thấy những cái thóc mà nó ở gần bìa rào rồi này kia, cứ nhìn nhìn coi có ai ở ngoài rào làm gì đó, cô ơi hoặc là chú ơi, chú mua giùm tôi gói mì các con thấy đi ăn thêm chứ gì, phải không? Đó là mình ăn không nổi, mình thấy nó khổ quá, nó chóng mặt hoặc nó đói quá rồi. Thành ra tìm, bởi vì đã được thầy cho vô thất rồi thì còn đâu có dám đi ra, mà đâu có dám lại nhà bếp sinh, thì chỉ còn nước coi hàng rào có bà con nào mà trồng trĩa gì rồi, hoặc là ở bên đường á, cô ơi cô đi chợ cô mua giùm tôi vài gói mì, có phải không? Đó là những cái bệnh của mấy con. À, do nói gì vậy mà thầy biết trong cái vấn đề này, cho nên đọc cư là khi nào mà thầy thấy cái người này sống được, thầy mới cho cả một cái tăng đoàn mười mấy người. Mà thầy tiễn dọn được ba người, họ sống độc cư và ăn ngủ không phi thờ. Mới qua thầy hướng dẫn cho họ tu tứ niệm xứ mấy con. Chứ đâu phải tứ niệm xứ mà còn ăn phi thờ mà tu được, còn ngủ phi thờ, còn buồn ngủ mà vô tứ niệm xứ sao được. Tứ niệm xứ là trên thân quán thân mấy con. Ngồi đây không tu tập pháp gì hết mà tự tâm nó quay vô, nó nhìn cái thân nó quán thân. Mà nó không buồn ngủ, mà nó buồn ngủ rồi nó còn quán được không mấy con thấy? Cho nên nó phải không còn buồn ngủ, mà cái người mà đi ra nói chuyện rồi thì quán thân nó làm sao mà quán được. Cho nên ba cái hạnh này xong á, thì mới cho người đó tu tứ niệm xứ. Còn chưa xong thì chưa vô thất tu tứ niệm. Mà những người chưa xong, chưa cho vào thất mà tu tứ niệm xứ, chưa giữ được trọn á, thì thầy không cho theo thầy được. Ở ngoài này mà tập luyện chừng nào mình giữ được thì chừng đó sẽ chọn mà vào. Cho nên vào thầy thì tu tứ niệm xứ để chứng đạt tâm vô lậu. Cho nên những người nào mà vào thầy đều có thể hy vọng một ngày gần đây họ sẽ chứng đạo, họ làm chủ được sự sống chết đó mấy con. Còn ở bên mấy cô, 11 cô, thì 11 ở bên ni đoàn, 11 cô, thầy cũng đưa qua bên đó. Nhưng qua bên đó thầy chọn lựa, người nào được, người nào không được, và thầy đẩy lui ra khỏi cái vùng của thầy đã huấn luyện. Chứ không khéo một người mà phạm giới, phá giới mà không độc cư trọn vẹn, họ nói chuyện người này, nói chuyện người kia thì làm động cả những người khác tu mấy con. Nó thì do đó mà phải trọn vẹn thì mới được. Nhưng bây giờ qua bên đó thầy chưa, bên đi thì chưa có trọn vẹn, mà cô Út cho đi hết qua bên đó, được rồi, thầy sẽ trọn vẹn. Người nào mà thầy qua bên đó mà thầy kiểm tra mà không đúng á, một lần, hai lần, nhắc lại ba lần mà làm không đúng, thì tức là thầy sẽ mời ra là cho đi về, chứ không có còn ở tu được nữa. Thôi thà về đời mình sống, còn hơn để mình ở đây mà mình ngồi không, mình ăn của Đàn Na Thí Chủ. Mình sống ở trong những cái ngôi nhà của Phật tử cúng dường như thế này mà mình làm không đúng là mình sẽ nợ. Cho nên mời cái người đó ra khỏi, bởi vì mình không chịu khắc phục. Bảo phải phá hôn trầm thì niên mà cứ lén chui chỗ này ngủ, chỗ kia ngủ, thì mấy người này phải mời ra đi chứ, làm sao mà để ngồi để ngủ, phải không mấy con? Mà người này ngủ được, cái người kia bộ họ điên sao họ không đi ngủ. Họ cũng buồn ngủ muốn chết rồi chứ gì. Mà thấy ai cũng tu tập, ai cũng ráng khắc phục được cái hôn trầm, thì người nào cũng ráng thì người ta ráng với nhau. Còn có người chui ngủ họ thấy chứ, bởi vì nhà ở gần chứ đâu phải xa. Họ thấy được, trời ơi, cái bà đó mà ngủ được mà mình không ngủ thì mình dại quá. Thôi mình cũng kiếm cái hốc mà vô ngủ. Cho nên nó bị cái sự phân bì, bị cái sự thúc đẩy của cái dục, nó làm cho sai hết cả đám. Các con hiểu chưa? Cho nên buộc lòng thầy rất thương họ chứ không phải ghét. Nhưng mà làm sao mà dung dưỡng được khi một lần, hai lần, ba lần cảnh cáo như vậy rồi mà con thì phải mời đi chứ. Các con thấy cái vấn đề của người dạy đạo rất là cực chứ đâu phải. Phải thức đêm, thức khuya, phải đi canh gác. Mà như vậy, thầy bên nữ, thầy đâu có dám đi ban đêm. Bởi vì nhiều khi người ta hô quán lên, người ta nói này kia thì ảnh hưởng rất là tệ. Thầy đâu có dám đi. Thầy phải sai một cái cô người nữ đi coi giúp giùm thầy và khuyên lên họ cả một vấn đề khổ cho người khác, mà trong khi người ta cũng đang tu chứ đâu phải người ta ở không, mà người ta phải thay thầy giúp cho người nữ. Bên nam nó dễ lắm, thầy cũng đi hồi nào cũng vậy, ai dám la thầy được cái điều đó. Mà bên nữ thì rất nguy hiểm mấy con, thầy phải dè dặt chứ đâu phải. Mình cẩn thận là hơn, cái gì mình cũng phải cẩn thận để không kéo người ta nữa. Vậy mà người ta còn nói xấu mình được chứ, đâu phải dễ đâu mấy con. Cho nên vì vậy mà
thầy biết tất cả mọi sự việc có thể nó xảy ra, nó xảy ra. Cho nên vì vậy mà thầy cẩn thận, và cũng nhờ có những người biết thương thầy, họ giúp đỡ thầy, họ cũng đến sát tấn. Và cuối cùng bên Ni Đoàn dẫn thầy phải đưa đi, đúng không thầy? Thầy vẫn đuổi chứ đây cả đầu cũng đâu quá. Kỷ luật phải nghiêm chỉnh. Một cái lớp học mà không kỷ luật thì học sinh không bao giờ tiến bộ. Các con hiểu không? Một cái trường tu mà không kỷ luật là cái trường tu sẽ không đạt, không có người chứng đạo. Từ lâu cái tu viện chúng ta thầy thấy thương yêu, thầy để chung. Người nào cũng thấy mình học cái lớp chung nhau gì, họ không thấy cái lớp cao lớp thấp. Cho nên họ, người mới vô họ cũng thấy mình cũng ngon rồi. Không được lớp tu gì cũng giàu thất, được cái nhà ở gì, ai cũng thấy vậy. Cho nên cuối cùng mấy con thấy cả một thời gian dài mà thầy có đào tạo được người nào đó. Cái người mới vô thì chưa biết gì hết thì lại lôi những cái người lâu đó lại trở thành những cái phá những cái hạnh. Mấy con thấy. Cho nên buộc lòng bây giờ thầy phải có cái sự tổ chức kỹ lưỡng, kỷ luật hẳn ngoài hoàn toàn. Ai không được, mình không lấy lòng từ bi của mình để thương xót như vậy được, mà phải thương xót Phật giáo dựng lại bằng người tu chứng. Chứ không thể thương con người mà phạm giới, phá giới thì nó làm hư Phật pháp hết. Cho nên từ đây về sau cái lớp tổ chức của thầy thì nó phải có trường lớp, nó phải có khu chứ mấy con. Cái khu này là phải tập luyện như thế nào, cái khu kia phải tập luyện như thế nào, và cái khu đến rốt ráo nó phải như thế nào, và cái khu mà tập rốt ráo là phải được thầy trực tiếp hướng dẫn. Khi một cái tâm của mình nó không còn vọng tưởng, nó luôn luôn nó bất động thanh thản, nó đâu phải nằm yên một cái chỗ bất động thanh thản đó được, mà chỉ có một người thầy người ta kiểm tra, người ta thấy đây là lọt vào tưởng không. Bởi vì mình ngồi không, mình cứ ngỡ rằng mình bây giờ không niệm rồi mình ngồi vậy, nhưng mà nó lọt vào không tưởng đấy con, là đâu phải dễ. Rồi bắt đầu bây giờ có một người đó họ ngồi vậy mà họ gục tới gục lui vậy, mà họ biết rất rõ, mà họ biết ở trong cái tưởng, hoặc là lúc lắc như thế này. Ôi thôi thầy, nói chung là thầy đã hướng dẫn người nó đủ cái bệnh hết mấy con, đủ cái bệnh tưởng hết mấy con. Gọi là hành tưởng, họ rớt vào trong cái thức vô biên xứ. Mấy con có nghe thức vô biên xứ, cái thức mà biết phủ trùng đó, cái biết mà phủ trùng đó, coi như bên thiền tông nó hay nói đó, cái biết mà phủ trùng vạn hữu đó, đó là cái thức vô biên xứ mấy con, chứ không phải là cái định gì cả. Mà khi mà cái định mà vô biên xứ này, thức vô biên xứ này, thì họ đâu có ngồi yên như thế này mấy con, họ lọt nó rồi thì cái đầu họ vậy nè, họ lắc qua lắc lại nhìn, hoặc là họ làm vậy nè. Trời ơi, thầy nói in như lên đồng nhập cốt rồi còn gì. Cho nên thầy bắt đầu lỡ gõ vậy đó, lỡ gõ cửa họ thì họ biết họ dừng lại, mà không gõ cửa họ thì chút yên á thì họ lại lắc nữa. Họ thấy lắc chắc thích thú lắm, cho nên cái kiểu lắc là kiểu thích thú của họ, nó an lạc á chứ không có gì. Cho nên vì vậy mà thầy biết đây là nó rơi vào trong những cái thiền. Còn có người tập thích ngồi lâu đấy không, ngồi lâu á mà không định á thì nó phải thụng, nó khom ra mấy con. Có người ngồi lâu là cúi vậy, họ thấy nó an quá. Cho nên trời ơi, ông Phật gì mà cái tưởng gì mà cúi kỳ cục vậy. Tưởng phước điền mà trời đất ơi, phước sao mà nó khổm, nó thụng mà nó cúi vậy. Còn có người vậy mấy con, nó nghiêm vậy. Trời đất ơi, có cái tưởng nào mà nghiêm vậy. Có ông Phật nào mà cái tưởng mà thật nghiêm bao giờ. Ông Phật mới còn thấy ngồi thẳng. Không phải còn thấy. Mình phải nhìn cái tưởng Phật là cái tướng phước điền, cái tướng ruộng phước cho mọi người. Ngồi ngay ngắn vậy người ta phải trời ông này tu tốt thiệt. Còn mình ngồi nghiêm vậy, trời ai dám bắt chước ổng. Cái kiểu này bữa nào ông té chết. Cho nên nó là những cái mà thầy đang hướng dẫn mà đang gặp phải mấy con. Rất là đau. Mà sửa khi mà bị cái tật vậy rồi, sửa nó rất khó. Có thậm chí như có người mấy con, thầy phải cho họ cái kiếm, miếng kiếm mới lớn này. Để cho họ ngồi họ nhìn thấy họ nghiêm. Để cho họ biết, hoặc là cúi khòm họ biết. Để cho họ phản ảnh được. Cho nên vì nhờ đó mà họ cũng cố gắng họ khắc phục. Bây giờ ngồi cái thằng cái thấy thụng xuống cái biết mình bị thụng rồi, cố gắng nhóng lên. Đó. Chứ còn thầy cứ sửa họ hoài thầy cực quá. Cái lực dỗ dài họ thì họ sửa thẳng, mà thầy đi ra thì họ thụng xuống. Do đó cứ sửa hoài không được, thôi để cái gương nó tự họ sửa. Chịu khó cho cái gương. Còn cái đức nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, đó là cái cuộc sống hàng ngày của mấy Phật tử. Biết nhẫn nhục, mà biết nhẫn nhục của phương pháp, tức là mấy con tác ý đó. À, tác ý thí dụ như bây giờ có người nào nói gì mình tức đó, quán ly sân, tôi đi vô, quán ly sân, tôi đi tôi tở ra, rồi đi vô tở ra. Đó là mấy con nhẫn nhục bằng cái phương pháp đó. Đó là cách thức, tùy thuận, mình tùy thuận. Mặc dù mình tùy thuận mà không bị lâu cuốn mấy con. Tùy thuận bằng lòng nhưng mà không bị lâu cuốn. Nghĩa là cái người đó làm điều ác,
à bây giờ người ta mời mình ly rượu, mình tùy thuận, mình bưng ly rượu họ nhưng mình để xuống, mình không uống. Mà mình uống là mình bị lôi cuốn giả. Đó, mấy con biết, đó là cách thức để mình đối xử với nhau ở trong ba cái đức này, nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng đó, để làm cho họ vui lòng. Nhưng khi mình để cái ly, mình nhận cái ly rượu họ mời, nhưng mình để xuống, nó bữa nay bị gì, tôi thấy trong người nó bất an. Chứ mình đừng có nói mình bệnh đau rồi, nó thành nói láo mấy con. Bất an thì điều đó có. Bởi vì mình thấy cái chuyện mà cho mình ly rượu là thấy bất an rồi, có phải không? Thành ra mình nói đúng, chứ không kéo mấy con nói là nè tôi bị đau bụng gì đó, là mấy con nói láo, tôi không có đau bụng mà nói vậy là nói láo. Cho nên mình nói bất an là được, các con hiểu không? Thầy dạy cái gì cũng cặn kẽ, chứ không kéo mấy con sẽ muốn để ly rượu mà đừng, mình tùy thuận, mình bằng lòng để cho cái người đó vui vẻ mà. Cho nên vì vậy đó, mình coi chừng mình bị nói láo. Cho nên khéo, đây là một cái trường hợp mà thầy nói thôi, nó còn biết bao nhiêu trường hợp mà coi chừng là mình bị nói láo đó, nó khó lắm. Cho nên gì, trong cái vấn đề nhẫn nhục tùy thuận á, là phải thiện xảo khéo léo mấy con. Đây là cái đức của cái người cư sĩ của mấy con đang sống trong cuộc sống chung đụng với mọi người. Còn cái giới hành, trong cái giới hành tức là tất cả những cái giới luật, năm cái giới của Phật.